cô chú đi chứ sao vậy con? Chuyện cho chú mẹ ơi. Con không muốn nói chuyện cô chú hả? Dạ. Ủa sao bữa nay chướng vậy? Trời ơi, bình thường là mày bỏ lên là con nói chuyện với cô chú, mà bữa nay sao con không thương cô chú nữa hay sao? Hả? Tại sao không thương cô chú nữa? Mẹ buồn giùm cô chú quá. Con Chay bây giờ nó hết thương cô chú rồi. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa. Đó, đó, thôi, bây giờ bye bye cô chú cho nó chướng rồi cô chú ơi. Nó bây giờ nó là Lê Thị Cẩm Chướng. Trời ơi, con gái tôi kìa, trời ơi, nó ở đâu mà nó bắt cái ghế nó ngồi vậy, tôi hết hồn với nó vậy trời. Trời ơi, nó bắt ghế ngồi xong rồi nó tự để cái iPad này luôn. Nó ngồi nó coi, nó vừa ngửa, nó vừa nó ngồi, nó ăn bánh nó coi có được không? Ừ. Trời đất ơi, đã chưa? Gì vậy? Để một cái bịch bánh kế bên bắt cái ghế ngồi coi iPad coi được không? Quá được rồi chứ gì nữa không được. Quá đã luôn. Ôi trời ơi, con gái của mẹ chơi cái gì vậy ta? Trời ơi, cô chú hồi nãy là con gái của cô chú là tự động ăn cơm, ăn hết một chén cơm với thịt kho của mẹ làm luôn á cô chú ơi. Bây giờ chơi là ở ngoài là mặc áo tay dài rồi, tại vì hơi sương sương the the rồi, đúng không Chay? Con có muốn mặc thêm áo không? Không, mày nghĩ áo tay dài là được rồi đó, không sao đâu. Trời ơi, nãy mới ghé tiệm nail của mẹ, mẹ sơn cho một bộ móng tay nữa phải không? Cái đầu con dính gì nè, để mẹ lấy cho. Mẹ lấy cho cái đầu dính gì nè. Ê gì đây nè, cái đầu dính gì nè, mẹ lấy giùm, còn không cảm ơn mẹ còn ê dưới úng nữa. Trời ơi, Ngọc đang ngồi trong nhà, nó Ngọc làm, cái nó nói mẹ ra chơi với con. Nó nghe nè, Atri. À không, bữa nay Atri không có nhà, bữa nay Atri đang ở nhà của ba Atri. Con làm gì con nhìn ta mà con liếc vậy? Hello. Okay. Hi. Hello. Jay say hi. Tại sao con không hi chú? Hả? Con nói cho mẹ nghe coi từ sáng giờ mình đi đâu. Nói cho cô chú nghe chứ lộn, chứ nói cho mẹ nghe gì, nói cho cô chú nghe từ sáng giờ đi đâu rồi. Hả? Con người gì mà sướng như vậy, ngày nào cũng được đi hết vậy. Mỏ. Gì á? Cái con mắt con bị gì, con mát cô chú coi mắt bị gì á? Lất kỳ làm á hả? Lất kỳ nó kỳ ghê luôn, lúc nào nó cũng làm gần. Nước mẹ ơi. Nước đâu có lấy. Hả? Con muốn ra hồ múc nước không? Trời, sao lúc nào mà tôi đi ra ngoài đường là ba nó cũng đi công việc về là hay vậy ta? Hả con ha? You want some water? Ra sông múc đi con. Hi. Hello, ra sông múc nước đi con. Coi chừng nha, coi chừng đạp phải nha, coi chừng đạp phải nha. Nhiều lắm đó, coi chừng đạp phải nha. Ê, rồi. Rồi đây này mẹ múc cho. Đứng đây. Mẹ giới cái tay, mấy tay mẹ dài hơn tay con để mẹ múc cho con nha. Con nói như sao? Rồi, Rinh vô. Coi chừng ướt đồ, rinh đàng hoàng, coi chừng ướt đồ. Coi tướng mặc đồ, coi tướng đi, tướng nhí à. Chay mốt la ráng sao lớn lớn cao hơn mẹ chút chứ đừng giống như mẹ thì hơi nó xíu sức tất một chút phải không? It drop everywhere. Ráng lớn lớn lên nó cỡ 5 feet 2 là được rồi hiểu không? Như mẹ còn hơi nhỏ quá biết không? Ráng lớn lớn thì sao mà cao 1m55, 1m6 hay không? Như mẹ là thấy là trụ lũ rồi đó. Trụ lũ đại hiệp rồi đó. Ôi trời ơi, ủa con trồng cây nấm á hả con? Ôi cha ơi, nó trồng cây nấm á cô chú ơi. Giỏi quá. Quá trời nước luôn. Nước quá trời luôn. Sao con? Dạ. Cái gì? Lucky đi xuống, Lucky. Chay, con kêu Lucky đi xuống rồi Chay. Lucky làm phiền mẹ quá. Want some water, Lucky, sweetie? trời. Want some water? Trời ơi, nó hỏi you want some water, sweetie?
Trời ơi, là ý là nó hỏi Lucky á, nó hỏi Lucky là có muốn uống nước không, mà nó kêu con, nó kêu con Lucky là sweetie, có nghĩa là giống như là ngọt ngào rồi này kia, là giống như là bé nhỏ là ngọt ngào á. Trời đất ơi, you want some water sweetie? Trời ơi trời, thế tôi mệt bà quá bà cháy ơi. Coi cô chú coi nè, dạo này nó rất là thích lấy đồ của mẹ nó để nó mặc vô, cô chú, nó lấy cái áo của tôi nó tự động nó mặc vô coi được không. Rồi hát coi, hát coi. Sao ôi con làm cái gì á? Con làm cái gì á? Làm ma hả? Halloween. À con làm giống công chúa, đúng rồi, làm giống công chúa. Công chúa gì? À công chúa Princess Jasmine. Để đâu rồi cái mở đèn lên đây. Mở đèn lên cho cô chú coi coi. Mẹ mở rồi. Đây nè. Không mở, không ra được. À mở lớn lên hả? Mở. Lớn nữa hả? Coi được không? Coi nè, coi nó lên giường tôi nó bài. Nó bài Lego lên giường nè, coi được không? Thôi bấm sai chị hai bấm sai chị hai. Rồi được rồi đó chị hai. It's already loud enough. Nếu mà lớn quá là cô chú sẽ không nghe giọng mẹ nói, hiểu chưa? Muốn quay cho cô chú coi không? Thôi cúp máy đi. Không phải không? Rồi quay cho cô chú coi. Bây giờ diễn cái gì cho cô chú coi? Trời ơi nhìn mặc áo giống đại gia dễ sợ không? Cáo cái cổ phẹt phẹt phẹt. Cái cổ phẹt phẹt ra đeo nguyên sợi dây chuyền hình mô Phật. Giống đại gia dễ sợ luôn á chơi ơi. Nó dạo này nó thích mặc đồ của Ngọc vô vậy đó mọi người, có được chứ nó không. I'm sorry, bye. Ủa gì vậy? Bye. Hello. Mẹ ơi mẹ, hát say hello nữa. À không say hello nữa hả? Ok. Knock, knock. Yeah. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Hả? Đi đâu ạ? Con đi làm. Con đi làm. Té phải không? Mới té phải không? Bye. Knock. Bye. Knock. Come in. Phải không? Rồi đi vô đây. Hello. Ôi dạ. Mommy. Nói tiếng Việt. Bye. Mommy knock. Mommy here. Okay. Gì vậy? Trốn ai? Trốn bà phải không? Lên giường phải không? Lên giường trốn phải không? Ok, trốn đi. Trời đất ơi, có được không? Có được không? Trốn đi. Thôi con tự trốn đi. À quên khoe cô chú, chay nó có cái này nè cô chú. Rồi nằm xuống đi. Nó có cái này rất là đẹp nha cô chú. Để quay cho cô chú coi nè. Đây là cái chân của unicorn nè. Đây là nguyên cái mình, cái đầu của con unicorn nè. Đó. Tối mà mùa đông là ngủ trong đây là ấm áp tình đời luôn cô chú. Mẹ trốn mẹ ơi. Không con trốn đi. Trốn mẹ ơi. Đó cô chú thấy không? Cái này mua ở Costco nè. Cô chú nào ở Mỹ á,
muốn mua cho con em của mình vô Costco mua này. Cái này giống như một cái mền vậy đó. À, trong đây có mở cái này ra được luôn nè, con zip mở ra được luôn nè. Trốn đi, nằm xuống trốn. Mẹ trốn mấy con. Ừ, con trốn trước đi, nằm xuống trốn đi, mẹ trốn lại lên. Mẹ mẹ quay cho cô chú coi con trốn, coi con dưới con unicorn này nằm xuống. À, thấy nó sướng chưa cô chú? Mà nó không bao giờ chịu ngủ trong này á. Nó làm chuyện tào lao, nó đi trốn rồi không mà mẹ chứ. Mẹ trốn mấy con. Ừ, mẹ trốn con. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Mẹ trốn con. Mẹ trốn. Con trốn đi. Trốn trốn. Mẹ trốn trốn. Ủa mẹ trốn rồi sao mẹ quay cho cô chú coi được? Vô lý không? Vô lý không? Mẹ trốn. Rồi nằm xuống trốn, nằm xuống trốn lại lên.